Hey, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកាមតែដល់ធំនៅក្នុងសេវើផ្លូវការបានមកដល់ហើយតោះយើងទៅមើលការសង្ខេបទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺជាការរីវ៉មទៅលើមូស្កូដែលពួកគេបានកែអូទមីរបស់គាត់ឲ្យមានសមត្ថភាពថ្មីមួយទៀតប៉ុន្តែពួកគេបានណឺវទៅលើស្គីបផ្សេងទៀតរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខ្លាំងពេកអូទមីរបស់គាត់អាចបង្កើតជាស្រមោលមួយបើសិនជាគាត់គប់ត្រូវសត្រូវហើយអាចប្រើស្គីបម្ដងទៀតដើម្បីហត់ទៅកាន់ស្រមោលមួយនោះហើយយើងអាចដាស់
tới sân chụp răng vì nửa tiệp phòng đáy. Ski tìm mùi, nâng vai dư chìm muốn nửa bê lệch gèm. Ê chẳng, ta nè rô khả nên bà lì mùs cầu hà rưu nấu, cho chà rưu ơn. Bên tồn một tiếng, cứ chỉ cà cà bè tờ lưng mà xa. Ê lỡ, dương ai bông cùng mặt thật spin, mình bông cùng cà cà bì tì tì. Rồi ê lỡ, mình cặp lập đồ ấy. Bố kê màn đọa ở phánh, đại con, ai cà lập bươn vái, nửa bê đá chìm tịch. Bố kê màn bà đồ mong, nơi mong nghịt mấy, đại con, mình ai cần cà cà bì nửa tì. Rồi bê đại con mình cà cà bì mũi, bì ai thấm, rư cò ôm lấm, con, nửa bà đồ tờ chí, xôn chùi mập hơi bàm phí xì khó thạc bình. Ê chẳng, bà xanh chì con, mình mô rồi cà cà bì, con, nửa bà đồ tờ chí, mập hơi bàm này cà vầy lục bình. Một ngày thầm mùi tiến, cứ nơi chìm bày tóng rồi bọc cột. Nếu bè đã ở chìm mùi tóng, con, nâng miếng cà bình trôi chìm, mập hơi bàm phì rồi, hay miếng resilient, 20% rồi. Nếu bè đã ở chìm tóng tí bí, con nâng lăng chìm, nâng mình trôi chìm 20% rồi. Vì, có ai ơi con, miếng cà mình nhút lời crowd control rồi hôn, bà xin chì con, nâng sao tay chìm tay mùi tóng bài bình. Bố kê mang bà đồ sky tí mùi rồi bọc con, đối vì, ai thua ở dưỡng trôi tay mà đông. Hay vì, nâng bà đó là bùm bùm lạc tí. Nên là bùn vài bằng thêm, nếu không rồi dựa 4 vị nửa tì. Nếu không đồng lại cả này, bê xì gạch thẳng này mùi này mùi, nên bắt đầu chỉ đồng mấy, ảnh sẽ tự lưu chìm bình rô bọt sở trời. Hai rô bê đã vài bê xì gạch thẳng mùi, tự lưu sở trời, nâng sạp rấy, với nâng cặp bằng thói cool down, nên sẽ tìm mùi, mùi vị nửa tì. Sẽ tìm bí, mình ảnh bật vài đáy sở trời tìa tì. Bằng tay vì, nâng vài tùm lúc của đại bàn. Ultimate rô bọt có ý lưu, nếu mong có chỉ đồng mấy, ảnh sẽ tự lưu chìm bình rô bọt sở trời. Cô đang nâng trên nọc bẹt, hai bộ kế, nâng tự lưu phách bật đầy. Ấy lỡ, mà xa nâng sắp bay lên vịnh hơi, rồi dưỡng, ai bông bẹ con chứ mới nâng đầm mệt bàn. Chúng xong ở dù bò thả, dù có lấy ấy lỡ mốt, một nâng nẹp xính, đang ông pizza mà tập hiệu rồi bỏ con. Bên tổ mô tiến, cứ chờ cả kè xâm rô tới là August. Cả lăng chiếm, nâng đầm mệt, nếu không passive skill rồi bỏ con, cứ càng lăng. Ảt thác bằng thêm, nếu không passive rồi bỏ con, cứ mình kết cả cả pi rồi bỏ sạch rớ, xa xa phía rồi. Skill tiếp rồi bỏ con đầy lỡ, mình phải thamay chùm nguồn bay. Tí mũi, cứ skill rồi bỏ con, nâng rộp chi basic attack damage. Ấy chẳng mình này thả, vì nâng bằng chánh, ảt thác phải đai. Tí pí, dưới nâng cao lập bươn mùi plan, nâng phải để dừng vay tới lưu tù ống để dưỡng bắt đầu xăm xung cầu nụ. Tí bấy, cho là nà vay, nâng lươn thêm tiến, bà xin chỉ dưỡng, bằng thêm nâng attack speed căn tài lươn. Đã mấy cùng mọi khẳng bến, tài lời phánh, để kết bà mặt thêm thầm mấy tiếng ní, cứ kết bàn đọt đầm mít, nấy khớt sở bọc cuộn. Đuối nê rô khen bằng khởi nhờ chấn, lại là ai lớn, mình rôn đầm mít, nâng phải để quạt đà tiền nụ tí. Ultimate rô bọc cuộn, mình nó phải thầm mấy tiền, đại cuộn, ai cần lập bươn, nâng phải để đầm lăng level. Khi mình chụp bà thang, skill ní, mình phải dọa vay nụ tí. Ấy chẳng, mình thấy xa là bó nó không rèn sẵn hai tập đơn. Bên tổ mô tiến cứ chỉ cả cái bài tập lời chòi. Còn phần là tập có, chọn ngồi sở trở, nghe tập tốt cho mùi nâng chòi bán nghe sử dụng chìm mùn. Hay có ai thua ở dưỡng, nghe sử dụng linh có chìm mùn phòng đáy. Kế bàn đọa ở phánh đã anh im nhút từ lời xí xí, nếu không ski tìm bì rồi bỏ cỏ trên. Còn tại, bộ kế bàn đọa cooldown, một nơi trầm bầy vì nửa tí, nếu không cực lưu vô tiền ổ. Hãy đâm bầy ở dưỡng nghe sử dụng linh quán, dưỡng, ai pra ultimate nửa bê đè đá xe bàn bì đông. Đôi nè rốt này bàn khởi chẳng, chúng ai pra ultimate nửa bê đè đá xe bàn bì đông. Đảm bây ông mình phiếu smart này, Ultimate nâng miên đam mê tràn chiến nếu phải đầy dùng bản đá trời trong vã càng tài tràn. Bà xanh chỉ dưỡng, Praski tiêu bì robot con trời trong vã tiếng ớ, con nâng càng xì xì em như nè thí nếu phải đầy con có bông tập Prag Ultimate. Khu đàn vĩnh cứ nơi trầm mập hay bốn vị nè tí nếu cực level tiếng ớ. Ê chẳng, dưng nghi xuống nâng ca Prag Ultimate chỉ môn. Còn tại, các em yêu tờ lơ xì xì nâng bị bạc chỉ môn vĩnh. Ta đại chói, mình nó vậy nè gì rồi ớn. Bản tổ một tiếng, cứ chỉ cả buff tờ lơ rồi chờ. Basic attack nâng skill robot con nâng không tùm rung chìm nút. Nếu mong có đầm mê, sai tờ lơ chìm bạc chụp bón robot sát trời. Chúng này nâng không tùm rung chì cho chọ vĩnh, tiếng skill, nâng basic attack, mình đầm mê, sai tờ lơ chìm bạc bón robot sát trời. Skill tp nâng không tùm rung chìm nút, nâng bắt đầu chì attack speed, nâng movement speed bằng thêm. Đã bây có mọi khẳng phí, bố kế bằng cọc bằng thời đầm mê, nâng không skill tìm mũi, tên tùm rung nút, nâng chọ chọ. Bố kế bằng đọa cả bình dịp bếl, nâng bắt đầu bạc rola, bị mũ nút, tới chọ chọ đây. Vì cứ chỉ cả buff đó lò, mẹ rửa ơn, tùm rung nụ ấy lấy, cứ ai bạc cả bằng chọn chừng môn. Bên tổ một tiếng, cứ chỉ cả buff tới lực Khalid, skill tìm mùi rồi bọc quán, cứ nơi tại bằng tòa quái, tù bây chứ mình trở cổ đai của đau. Bố kế bằng thêm lửa bướn, cả bằng chết nhau ultimate rồi bọc quán đai. Đảm bây ở smart pip này, bố kế bằng mình thói, cả bằng thói đầm mít, nếu không skill tìm mùi rồi bọc quán. Bên tổ một tiếng, cứ chỉ cả cái bài tới lực Lucard, là tự có, trong ai có mình đầm mít tắn, đợi mình bằng lực ultimate nụ tì. Ê chẳng, bố kế bằng plap đồ skill khá. Ultimate rồi bọc quán, nâng cán hybrid lifestyle, nếu bây đang đồng lăng skill.
con mean effect thmey dai con ning kan hybrid defense pi sa trou ne pe da press ke ni ski ti 2 ning mean damage ko chong chi mun hai mean cooldown te chi mun damai ko moi khlang peing po ke ban do hybrid life steal ban time chen ne pe da press ultimate hai con mun bdo chi damage ban time ne pe da vai te lu tu ong te muoy ti te bon to mo tit keu chang er po ke ban do ka kan damage ne khnum passive robos kon tae ba mon tham vi chmu nang slow effect veng vi men nei tha ne khnum muoy stack ne tveu oy satrue slow 1% vi ko ai kan dol 20% phong dae dabei resa ne damage robos kon po ke ban nam lang damage ne khnum skill ti 1 skill ti 2 ning ultimate robos kon e chang men nei tha ro ka vai robos chang er ne tveu oy satrue slow vi do chi bompe ice queen one ne chang tae jeung ai mon bompe vi ne khnum bongkom dabei oy chomnei prolos rue on bản tôm màu tím cứ chỉ cả buff từ lớp real ultimate robot quan ai lớn ai stand sutra nếu phải đang có bung sro poké này gì thả nếu cứ chỉ vị thế đã ai cho ai ultimate robot quan mình miễn cả rom khan tiệt tế nếu không provide skill robot quan nằm bay ở miền phía smart này poké bạn nằm là cooldown này ultimate nên skill tp robot quan ta tech real miễn bây giờ chúng muốn rồi on bản tôm màu tím cứ chỉ cả cái pre từ lớp hard passi robot quan mình nằm là cả lo chỉ muốn đang cc cập nhật của bộ nội tế ai chăng poké bạn bắt đầu việc là bắt đầu bị cả tổ tụm bắn resilient ai lớn quan nâng cao hybrid life steal pi passive skill robot quan hai con ai tổ tụm bắn resilient nếu phải để có pra ultimate tập nổ bản tổ màu tím cứ chỉ cả buff từ lớp minh sĩ tha ai lớn quan ai pra skip sinh tím nếu phải để lồng pin robot quan một quen minh này tha dưỡng ai pra cơ bản skill ti mũi bonus skill ti pi bắn sôi chừng môn rồi có skill ti mũi nâng ultimate chỉ đam bản tổ màu tím cứ chỉ cả buff từ lớp venovia ពួកគេបានមកធ្វើស្តានតូចមួយនៅក្នុងស្គីទី2របស់គាត់ដូច្នេះស្ត្រូវមកងាយគេចេញពីអេបនរបស់គាត់បានងាយនោះទេពួកគេបានដំឡើងចំនួនអេបននៅក្នុងអ៊ុលធីមេតពី6ទៅ8ដងដែរខ្ញុំបានសាកល្បងគាត់ដែរអ៊ុលធីមេតរបស់គាត់គឺមានរយៈពេល CC យូរជាងមុនបន្តិចហើយពួកគេបានបន្ថយ cooldown ពី7ទៅ5វិនាទីនៅក្នុងអ៊ុលធីមេតរបស់គាត់ដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ if ពួកគេបានដំឡើង slow effect នៅក្នុង skill ទី2និង ultimate របស់គាត់ពួកគេត្រូវតែធ្វើបែបនេះព្រោះការ nerf ទៅលើ skill របស់គាត់និង ice queen von គឺជ្រុលពេកបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ cushion មែនហើយទីបំផុតវាមកដល់ហើយ skill ទី1របស់គាត់ imu cc នៅពេលដែលគាត់ hot ទៅកាន់គោលដៅដល់ម៉ោងយើងគប់កំបិតទៀតហើយដៃ cushion អើយបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ julian ពួកគេបានដំឡើងប្រវៃនៃស្គីទី3របស់គាត់ដូច្នេះយើងអាចប្រើក្បាច់231 combo បានងាយជាងមុនបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ sicilian mana scaling នៅក្នុងស្គីទី1របស់គាត់គឺច្រើនជាងមុនពួកគេធ្វើបែបនេះព្រោះតែការកែប្រែ lining transition ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលក្រោយបន្ទាប់មកទៀតគឺ alon ដែលមាននៅក្នុងស្គីទី2គឺច្រើនជាងមុនផលិតករនិយាយថាគាត់មិនរីចម្រើនអីសោះនៅក្នុងការ update មុននោះអ៊ីចឹងពួកគេដំឡើងដេមេរបស់គាត់ទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺ Valentina កាយយកមកលេងនៅតែល្អជានិច្ចមិនថានៅក្នុងរែងខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏ការប្រកួតនោះទេដើម្បីផ្ដល់ការឲ្យមេផ្សេងទៀតពួកគេបានដំឡើង cooldown នៅក្នុង Ultimate Copy គឺ120នៅគ្រប់ level ទាំងអស់ដូចនៅរកគ្នាមកឃើញនៅក្នុង MPL ហើយមែនឬអត់បើសិនជាមាន Faramis មកខាងទៀតច្បាស់ជាមាន Valentina ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺជា Kenneth Talonolan Ultimate របស់គាត់មាន damage cooldown តិចជាងមុនហើយ cooldown ក៏វែងជាងមុនដែរគឺបន្ថែម15ទៅ9វិនាទី cooldown ខ្ញុំគិតថាគាត់នៅតែខ្លាំងអ៊ីចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ Thamos skill ទី2របស់គាត់មាន cooldown ខ្លីដែលអាចឲ្យគាត់មានបំលាស់ទីលឿនជាងមុន Ultimate របស់គាត់មាន cooldown ខ្លី5វិនាទីនៅពេល late game បន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ Nathan គាត់ដូចជាពឹងច្រើនទៅលើ Ultimate ប្រយោជន៍អញ្ចឹងគេកាប់បន្ថយ cooldown ខ្លះគឺដក4វិនាទីនៅពេល Early Game និង2វិនាទីនៅពេល Late Game អញមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ Leslie Passive របស់គាត់គឺបន្ថែម25លើ Damage Gold ទៀត Skill ទី1របស់គាត់ក៏មាន cooldown ខ្លីជាងមុននៅក្នុង Level ដំបូងបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ nerf ទៅលើ Teresla ល្បឿនបំលាស់ទីនៅក្នុងស្គីទី1របស់គាត់នឹងយឺតជាងមុននៅក្នុង Early Game នៅពេល Late Game គឺនៅដដែលបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ nerf ទៅលើ Fanny គាត់នឹងឡើង Energy ទៅជាងមុននៅពេលដែលគាត់វាយទៅលើសត្រូវដែលមានស្នាមសម្គាល់ផលិតករបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរលើ Jungler គឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាំងប្រយាយអញ្ចឹងហើយទើបបានគេ nerf ទៅលើគាត់បន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ nerf ទៅលើ Maltida ស្គីទី2គឺមាន cooldown ជាងមុនបន្តិចនៅក្នុង Early Game ហើយ Ultimate មាន slow effect ទៅជាងមុនខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការ nerf តូចមួយប៉ុណ្ណោះមិនធំនោះទេបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ nerf ទៅលើ Angela គាត់ត្រូវបានគេលេងនៅក្នុង Mid Lane ច្រើនណាស់ដែលវាធ្វើឲ្យការប្រើទៅលើ map ផ្សេងទៀតត្រូវចុះជាខ្លាំងដោយសារតែបែបនេះ passive របស់គាត់នឹងត្រូវមាន stack ច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យមានល្បឿនបំលាស់ទីពេញបានហើយ skill ទី1របស់គាត់នឹងមិនអាចមាន damage បន្ថែមទៅលើ minion និង spray នោះទេ
បន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ nerf ទៅលើ Rafaela គាត់លួចផ្លូវរបស់ Mac ដែល mid lane ច្រើនប្រយោជន៍ដូច្នេះគេបាន nerf គាត់លើការ claim minion ពួកគេបានដកដើម្បីបន្ថែមលើ minion និង spray ចេញពីស្គីទី1បន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ nerf ទៅលើ Erythel ពួកគេបានកាត់បន្ថយការកើននៃអាថាងពី11មកនៅត្រឹម 8.5 ខ្ញុំគិតថាវាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះគាត់ខ្លាំងយុទ្ធមែនតែនបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ Esmeralda ស្គីលទី1របស់គាត់នឹងឲ្យគាត់មានជាច្រើនជាងមុននៅក្នុង Early Game វាគឺជាវិធីល្អដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹង Fighter Tantan នៅក្នុង EHP Land បន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ buff ទៅលើ Link Critical Damage របស់គាត់នឹងកើនឡើងដល់ទៅ 10% ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេ buff គាត់នោះទេឬគាត់ក៏ប៉ុន្តែពេញនិយមនៅក្នុង Rank ស្រាប់ហើយនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការ nerf ទៅលើ Baxia រយៈពេលស្ទាន់នៅក្នុង Skill ទី1របស់គាត់ឡောពេញហើយដូច្នេះពួកគេដំឡើង cooldown របស់វាខ្លះគឺបន្ថែម3វិនាទីថែមនៅគ្រប់ level ទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតគឺជាការកែសម្រួលទៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធពួកគេបានបដូរចំណុចមួយចំនួនទៅលើ Experience Land និងតម្រូវការមិនបាន Level 2ឥឡូវគឺត្រូវការ Experience ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបាន Level 2ប៉ុន្តែ Experience សរុបពី Level 1ទៅ Level 3គឺដូចតែពេលមុនទេខ្ញុំគិតថានេះគឺប្រតិការ Rotation ដែលតួអង្គពីរនាក់អាចទទួលបាន Level 2ដែលគ្រាន់តែមានញៀនលើកទី1ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវมันអាចធ្វើបានទៀតនោះទេឡតឥឡូវមានដើម្បីអាស្រ័យទៅលើឈាមទាំង basic attack និង skill ព្រោះតែវាមានការប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដែលមិនមែនជា jungler ពួកគេបានកែចំណុចខ្លះទៅលើ retribution jungler មិនទទួលការកាត់បន្ថយ damage ពី lord និងអណ្ដើកទៀតនោះទេមានន័យថាឡតឥឡូវនឹងមានដើម្បីស្មាតទៅលើតួអង្គទាំងអស់ទោះបីជា jungler ឬក៏មិនមែនក៏ដោយពិតជាយុទ្ធធរវាក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ tank jungler ដែរឥឡូវឡតមាន damage អាស្រ័យទៅលើឈាមបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ items ដើម្បីរបស់ Lightning Trenchant នឹងការឡើងដោយសារតែ Magic Power មិនឡើងដោយសារតែ Mana ទៀតនោះទេដូច្នេះហើយទើប Sicilian ត្រូវបាន buff អញ្ចឹងដើម្បីមាន damage time យើងត្រូវតែបង្គុំ Magic Power ថែមទៀតហើយវាក៏មាន passive ថ្មីដែលអាចកាលល្បឿនបម្លាស់ទីនៅពេលដែលមិនចាញ់វា Flag of the Oasis ត្រូវបាន nerf គឺមានជាតិជាងមុននៅក្នុង Early Game គឺពី660ទៅ100Roaming Favor គឺសាហាវពេកហើយនៅពេលបញ្ចូលវាជាមួយនឹង Support Emblem និង Flag of the Oasis ដើម្បីកុំឲ្យខ្លាំងពេកពួកគេបានបន្ថយការបញ្ចូលឈាមពី60ទៅ150 Golden Star Valor អាចបញ្ចេញបានជាមួយនឹង Passive Skill របស់ Yuzong និង Mincita ជាមួយនឹង Skin on Fire ប្រហែលជា Yuzong និង Golden Star អាចដំណើរការជាមួយនឹងគ្នាបានជាចុងក្រោយគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ Emblem Weakness Finder ឥឡូវគឺអាចបញ្ចេញ Slow បានប៉ុន្តែវាមានរយៈពេល10វិនាទី cooldown cooldown គឺអាចកាត់បន្ថយ1វិនាទីនៅពេលដែលវាយមួយដៃហើយវាអាចសល់ត្រឹម3វិនាទីបានអញ្ចឹងយើងអាចបាន Slow ដល់ទៅ 90% រៀងរាល់3វិនាទីបើសិនជាយើងលឿនគ្រប់គ្រាន់នោះ Assassin Emblem គឺដល់ Adaptive Penetration ចំនួន2ល្បឿនបម្លាស់ទីរបស់ Fighter and Blessing គឺត្រូវបាន nerf ពី 15 ទៅ 10% Master Assassin កាន់ damage ច្រើនជាងមុនពី 5 ទៅ 7% Killing Spree មានល្បឿនលឿនជាងមុនគឺ 20% នៃ Movement Speed Quantum Charge មានល្បឿនបម្លាស់ទីយឺតជាងមុនពី 40 ទៅ 30% Damage របស់ Impuring ត្រូវបានទម្លាក់ចុះតិចជាងមុនបន្តិចហើយផ្នែកថ្មីនៅក្នុង Server ផ្លូវការរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងនៅក្នុងការអំដែននេះពួកគេបានផ្ដោតទៅលើតួអង្គដែលមិនសូវពេញនិយមដើម្បីឲ្យពួកគេបានឃើញមុខនៅក្នុងរ៉េននឹងគេនឹងឯងដែរហើយការកែប្រែមួយចំនួនក៏ដោយសារតែការប្រកួតអំពីអត់ផងដែរវាឡនណាព្រោះយើងចង់ឃើញអ្វីថ្មីថ្មីនិងប្លែកៗមិនចង់ឃើញតួអង្គដដែលៗនោះទេដូច្នេះតើអ្នករកគ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះការអំដែននេះតើតួអង្គណាដែលអ្នករកគ្នាគិតថានឹងចូលទៅក្នុងមេតាសូមខមមិនខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ